Ngọc Dung xin thân ái kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần. Thưa quý khán thính giả, kính mời quý vị theo dõi bài viết Năm chuột nói chuyện cá của tác giả Tưởng Năng Tiến. Thuyền nhân, cái danh từ có một âm tượng mà mỗi khi chính quyền Hà Nội nghe đến, nó thì họ nghĩ ngay đến từ đồng đô la. Thế nhưng cho đến bao giờ người ta mới biết hết được những bất hạnh xảy ra do danh từ đó. Michelle Toria, Việt Nam Communism Trước hết, để tránh mọi ngộ nhận, xin nói ngay rằng đây là chuyện của cá hồi và chỉ riêng có cá hồi mà thôi, nói theo tiếng Mỹ là cá hồi ống lì. Chứ còn cá chim, cá chuồn, cá chép, cá chốt, cá lóc, cá lạt, cá liềm kìm, cá mọc, cá mú, cá măng, cá cơm, cá cam, cá cờ, cá trê, cá trích, cá trẽm, cá heo, cá hương, cá hố, cá lù đù, cá liềm kìm, cá lê thia, cá đồng, cá đối, cá đèn cầy, cá bè, cá bẹ, cá bóng. Bất kể là bóng kèo, bóng dừa hay bóng đá, hoặc bất cứ một loại cá hô ố tả nào khác đều hoàn toàn và tuyệt đối không có dính dáng gì tới vụ này. Cá hồi sinh ở sông nhưng sống phần lớn ở thời gian sống ở biển. Đặc điểm của loài cá này là dù có rong chơi phiêu du ở chân trời góc biển nào chăng nữa, thế nào cũng tìm về nơi chôn nhau cắt rốn để sinh nở cá hồi Thái Bình Dương, còn được gọi là Pacific Salmon. Sau khi từ giãn nếp sống hải hồ, sẽ không bao giờ trở lại biển cả nữa. Lý do giản dị, chỉ vì chúng sẽ chết sau khi đẻ và cho thụ tinh lưới trứng đầu tiên. Cá hồi Đại Tây Dương, còn được gọi là Atlantic Salmon, thì khác. Chúng có thể đi đi về về từ sông ra biển và ngược lại nhiều lần mà không hề do dự hay nào núng dù khoảng cách phải vượt qua có thể dài đến hàng ngàn dặm, với vô số khó khăn và chướng ngại. Bản năng về nguồn của cá hồi tất nhiên đã được loài người ghi nhận và khai thác từ lâu. Riêng người Nhật, dân tộc đứng thứ nhì về kỹ thuật, về kỹ nghệ cá hồi, vẫn đều đặn sản xuất ra thị trường mỗi năm cỡ 130.000 tấn. Xét về số lượng mức sản xuất của người Nhật không hơn người Nga bao nhiêu và thua xa người Mỹ. Tuy nhiên, cách thức mà dân Nhật bắt cá hồi mới là điều cần phải được lưu tâm và học hỏi. Họ thiết lập nhà máy đóng hộp cá hồi ngay ở ven sông. Cũng chính nơi đây, cá được nuôi nấng, đẻ trứng, thụ tinh để mỗi cặp sẽ cho từ 2 đến 10 ngàn chú cá hồi con ra đời. Sau đó, chúng sẽ được cho phiêu lưu vào đại dương, để bắt đầu cuộc đời tha phương cầu thực. Tùy theo từng loại, cá hồi sẽ sống ở biển từ 6 tháng đến 5 năm, nhờ vào khả năng cảm được từ trường của lòng đất và sự chuyển động của hải lưu, nó sẽ tìm được về chốn cũ. Khi vào gần đến bờ, giác quan đặc biệt của loài cá này giúp chúng nhớ được đúng hương vị quê nhà, tức sông xưa bến cũ, và cứ theo đó mà lần về nguồn cội đến tận nơi sinh nở. Người ta đặt sẵn nhiều dụng cụ từ cửa sông để giúp cho cá hồi dễ dàng và mau chóng vào đến nhà máy. Tại đây, họ sẽ tạo ra một loại trứng ngại vật giả khiến chúng phải phóng lên cao và khi rơi xuống thì rớt ngay vào một mạng lưới. Mạng lưới này chuyển động không ngừng qua nhiều khâu chế biến để đưa cá từ sông vào hộp. Nói tóm lại, là người Nhật thả các hồi con ra biển theo kiểu đem con bỏ chợ để biến cá nuôi nấng rồi khi chúng theo bản năng trở về họ dụ cho cá vào nhà máy để đóng hộp và mang bán cách họ kiếm tiền ngó bộ dễ và chắc là nhiều bởi vậy có kẻ bắt trước nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng học theo cách làm ăn không vốn gần như vậy. Chỉ khác có chút xíu xíu là họ dùng người để kinh doanh thay cá. Từ năm 1978 cho đến năm 1990, bằng hình thức này hay hình thức khác, Việt Cộng đã thả ít nhất là 2 triệu người dân ra biển. Người ta ước tính rằng trên bước đường lưu lạc cứ ba con cá hồi rời bến sông ra đi thì ít nhất cũng có một con bỏ mạng. Nó trở thành mồi săn cho loài người, cho loài chim hoặc những loài cá khác. Tương tự trong số 2 triệu người Việt phiêu lưu vào biển cả, tối thiểu cũng phải 1 phần 3 đã vòng mạng. Họ chết vì bão tố, vì hải tặc hay vì bị xô đuổi một cách lạnh lùng tàn nhẫn tại bến bờ của những quốc gia lân cận. Nơi đây, thuyền bè của họ thường bị lôi kéo trở ngược ra khơi. Họ sẽ lênh đênh giữa trời nước bao la cho đến chết vì không còn tìm được nơi để đến và cũng không còn đủ lương thực cũng như nhiên liệu để tiếp tục đi. Những kẻ may mắn thoát nạn đều sẽ biến thành cá hồi theo tinh thần của Nghị quyết 36 của nhà đương cuộc Hà Nội. Đám dân trôi sông lạc chợ này sẽ bị tận tình khai thác và khai thác dài dài cho đến khi tắt thở bằng nhiều cách. Nếu cá hồi Thái Bình Dương chỉ hồi hương một lần thôi rồi chết thì những thuyền nhân rời khỏi Việt Nam sau ngày 19 tây tháng 6 năm 1988 đã có thời gian dài sống tạm trú ở những quốc gia Đông Nam Á cũng mang số phận y như vậy. Họ bị cứng bách hồi hương và không bao giờ còn có dịp ra đi nữa. Riêng với những thuyền nhân ở Hồng Kông, khi phần đất này còn thuộc Anh anh Quốc đã thỏa thuận trả 620 Mỹ Kim mỗi đầu người để về Hà Nội, để Hà Nội chịu nhận họ trở về. Cùng với lời hứa hẹn là họ sẽ không bị hành hạ hay ngược đãi. Số người Việt may mắn hơn hiện đang phiêu bạt tứ tán khắp bốn phương trời, có thể được coi như là cá hồi đại Tây Dương. Giống cá có khả năng đi đi về về nhiều lần từ sông ra biển và ngược lại những kẻ này vẫn tiếp tục kiếp sống tha phương cầu thực, chăm chỉ cặm cụ kiếm và để dành tiền, rồi hàng năm làm đơn xin phép được hồi hương. Mỗi Việt Kiều về thăm quê nhà chắc chắn đều phải chi trả một số tiền, không phải chỉ là 600 Mỹ Kim mà có thể đến 6.000 đô la hay nhiều hơn nữa. Đài truyền hình VOV vừa hớn hở loan tin Kiều hối về Việt Nam năm 2019 ước đạt 16,7 tỷ USD, tăng 800 triệu USD so với năm 2018. Hà Nội có lý do để hãnh diện về thành quả này, thành quả kinh tế kinh tế duy nhất thực sự vượt chỉ tiêu về kinh nghệ xuất và nhập cảng người sau hơn nửa thế kỷ mà họ đã nắm được quyền bính ở Việt Nam. Họ đẩy ra khỏi nước những con người cũng quẫn và sôi sục bất mãn, rồi thu về những Việt kiều yêu nước và giàu sang, thiệt khỏe. Sáng mùng 1, kính bút, tưởng năng tiến. vừa rời nhà thì trời lấm tấm mưa, đường trơn và tối nên tôi lái xe rất chậm. Dù thói tuổi đời còn trẻ, phải qua đêm nay, đêm giao thừa, tôi mới bước qua tuổi 30. Nếu tính theo âm lịch, tam thập nhị lập. Nhưng tôi đang hơi lập cập vì vừa bắt đầu một cuộc đời mới, đời tị nạn. Nghề ngỗng không, tiền bạc không, Vốn liếng tiếng Anh cũng không được nhiều nhận gì cho lắm. Chỉ có điều may mắn là tôi không đến nỗi thất nghiệp thôi. Việc làm tuy chỉ với đồng lương tối thiểu, nhưng được ca rất nhẹ nhàng và dễ dàng như chơi vậy. Tôi có thể đi học ban ngày, mãi đến 10 giờ tối mới phải có mặt ở trạm xăng để thay thế cho người làm việc ca chiều, rồi lanh quanh ở đó cho đến sáng sớm hôm sau tháng riêng tháng hai ở california trời thường mưa nên khách hàng rất lưa thưa thỉnh thoảng mới có người dừng xe và càng về khuya càng vắng tôi gần như chả phải làm gì cả nên đóng kín cửa mở máy sưởi tay kê lọ thức ăn làm sẵn đựng trong lọ thủy tinh sát ngay bên cạnh rồi ngồi học bài hay học đọc báo sau một lúc lâu khi đã hơi đã đói đói tôi sẽ có một bữa ăn nóng sốt ngon lành. Giữa một đêm đông mưa lạnh mà không được ở trong phòng kín, có máy sưởi ấm áp, có một lọ cơm đầy đang bốc khói, thịt cá gia vị tiêu ớt đầy đủ, thì không còn gì để phàn nàn nữa cả. Tôi sắp thưởng thức bữa ăn khuya thì khách lạ xuất hiện. Có một người, đàn ông trung niên, trông có vẻ là dân mễ tây cơ, Ông đứng trước khung cửa kính nhìn vào, ướt như chuột lột, áo quần nhầu nhĩ, dáng điệu thiểu não. Với ánh mắt lo âu, một người vô gia cư cần đi tiêu đi tiểu gì đó, tôi đoán vậy. Restroom của trạm xăng chỉ dành cho khách hàng, để cho dân homeless sử dụng, tự do thì họ cứ đến hoài. Đám nhân viên tụi tôi phải lau chùi và dọn dẹp muốn khủng luôn. Tuy biết thế, nhưng tôi vẫn bước ra bên ngoài, đưa ra chìa khóa nhà vệ sinh như thường lệ. Ông không cầm, chừng như không hiểu tại sao, cho đến khi tôi chỉ tay vào cánh cửa có hai chữ WC, thì người khách lạ mới gật đầu, vội vã đi vội vào bên trong. Vài phút sau y trở ra, chắc bỏ quên chìa khóa bên trong, đứng ở chỗ cũ, vai run run vì lạnh, ngơ ngác nhìn quanh. Cái gì chứ đói lạnh thì tôi rảnh lắm, nên không khỏi chạy lòng. Người khách lạ khiến tôi nhớ đến những ngày tháng không nhà cửa của chính mình. Sau một chuyến vượt biên thất bại và lạc mất hết giấy tờ cùng tiền bạc ở một thành phố không một người quen. Vào mùa mưa, rạch giá hay có những ngày biển động, trời thấp, ẩm, lạnh, mây xám màu trì, lòng buồn, bụng đói, dạ hoang mang. Tôi bước đi không thấy phố, không thấy nhà, chỉ thấy mưa xa trên màu cờ đỏ. Sáng nào tôi cũng loanh quanh trong chợ, nhà lồng của thị xã, mắt láo liên, nhìn quanh những bàn ăn, chỉ chờ thực khách buông đũa là nhào vào húp vội phần ăn thừa còn lại. Tôi trải qua nhiều tháng ngày như thế, ngay giữa lòng quê hương của chính mình, nhưng chưa bao giờ nhận được một nụ cười thân thiện hay một cử chỉ thân ái của bất cứ ai. Tôi mở cửa mời người khách lạ bước vào bên trong, rồi xếp phần cơm sắp ăn vào một cái đĩa giấy, cắm thêm vào cái nĩa nhựa, ra dấu mời bằng một nụ cười hơi vụng về, không khách sáo hay ngượng ngùng gì ráo, y vội vã làm dấu rồi cắm cúi ăn ngay, để cho không khí ngỡ ngàng ngỡ ngự ngự ngượng ngự tôi chỉ vào ngực mình tự giới thiệu my name is Tien my name is Tien ông ta hiểu nên cũng chỉ vào ngực đáp lại ngay dù đang nhai ngồm ngoàm domingo domingo chúng tôi vui vẻ bắt tay nhau nụ cười hiền lành của người khách lạ khiến tôi yên tâm và cảm thấy dễ chịu you speak English? No. No English? No. Xong tôi lấy một lon cà phê và một bao thuốc lá, hàng bán của trạm xăng, ngỏ ý thân tặng trước khi từ giã. Domingo đón nhận, gật đầu cảm ơn, rồi miễn cưỡng mở cửa lầm lũi bỏ đi. Tôi nhìn theo ấy náy và anh ngại, nhưng còn biết làm gì hơn và làm sao khác. Chỉ độ vài ba phút sau, thì Domingo quay lại, nhẹ nhẹ gõ vào khung kính. Tôi chưa biết nói sao thì y móc túi chìa ra một mảnh giấy nhỏ, có vài dòng chữ mực xanh ngoạch ngoạc và nhòe nhòe. Tôi đọc chữ được chữ mất, nhưng vẫn đoán được nội dung vì giản dị. Đây chỉ là một cái địa chỉ của một tiệm bánh, nhưng không rõ số nhà. King Bakery, King Road, San Jose và số điện thoại nơi tôi làm việc cách trạm xe buýt gray house không xa lắm chỉ chừng một giờ đi bộ có lẽ domingo là đi dân lậu y băng qua biên giới vào được san diego một thành phố cực nam của mỹ giáp ranh của mexico từ đây chắc có người giúp y mua vé xe buýt lên san jose để tìm người thân đến một nơi xa lạ giữa đêm mưa đi loanh quanh mãi rồi không biết đi đâu nữa nên y chọn trạm xăng của tôi là chỗ dừng chân. Chúng tôi bất đồng ngôn ngữ đất, chúng tôi bất đồng ngôn ngữ nên mọi suy đoán của tôi vô phương kiểm chứng. Tần ngần một lúc, tôi lấy cuốn niên giám điện thoại trang vàng Yellow Page San Jose lật kiếm vần B coi thử. Bingo chắc phải có đến mấy trăm tiệm bánh ở thành phố đông cả triệu dân này nhưng riêng trên đường Kinh thì tôi tìm được hơn chục tôi bắt đầu bấm số giữa khuya không ai bắt máy nhưng tôi để lại được lời nhắn rõ ràng và gọn gàng tôi gọi từ trạm xăng Shell số 1455 đường de Alameda có ông Domingo vừa từ Mexico tới đây Xin đến đón ông ấy ngay Hay gọi cho tôi càng sớm càng tốt ASAP As soon as possible Ở số này Domingo có vẻ an tâm hơn đôi chút Sau khi lấy Thấy tôi gọi xong hơn chục cú phone Đồng hồ mới chỉ 11 giờ 45 pm Cũng sắp giao thừa Tôi nghe tiếng pháo nổ lắc đác đó đây Những tiệm bánh không mở cửa trước 6 hay 7 giờ sáng nhưng chắc chắn họ đến làm việc rất sớm để chuẩn bị ra lò cho loạt hàng đầu tiên. Hy vọng là sẽ có người đến đón Domingo trước khi đổi ca, chứ không thì cũng lôi thôi lắm. Thiệt là hy vọng mỏng manh, lỡ không ai tới thì sao? Tôi sẽ làm gì với người khách lạ này vào sáng ngày mai, sáng mùng một Tết? Domingo lo lắng đã đành, tôi cũng bắt đầu lo thế mẹ luôn vì tình trạng cư trú của tôi không được sáng sủa gì cho lắm. Tôi đang chia chỗ nằm ở phòng khách trong apartment một phòng. Với một người đồng hương, ông cũng mới chân ướt chân ráo vào Mỹ. Tới Mỹ y như tôi và đang làm ở giam lờ cho một hãng điện tử nhỏ. Lương lậu cũng gần ở mức tối thiểu, nghĩa là trả khá hơn tôi bao nhiêu, nhưng cả vợ lẫn con vẫn còn kẹt ở Việt Nam. Đó chưa kể khoản nợ tiền vượt biên, nghe đâu cũng gần chục cây vàng, nên thằng chả phải cày hai job lận. Chúng tôi chả mấy khi trò chuyện vì ông làm việc suốt ngày, còn tôi thì vắng mặt suốt đêm, nhưng tôi biết đương sự không phải là người dễ tính. Mấy tháng trước, vào một đêm đông cận ngày lễ tạ ơn ở trạm xăng này, cũng đúng lúc tôi sắp ăn bữa khuya thì một con chihuahua bé tí teo xuất hiện chó lạc ở mỹ ngó là biết liền mệt lả sơ xác ngước ngác ngơ và nhếch nhác cũng như domingo bữa nay vậy chỉ có điều là con thú khô ráo vì đêm đó không mưa tôi cũng sẽ phần cơm của mình cho chó gần đến giờ về trong khi tôi hoay hoay chùi rửa cầu tiêu nhà tiểu chú chó chú nhỏ vẫn kiên nhẫn đứng đợi bên ngoài nó theo tôi ra đến nơi đậu xe với ánh mắt lo âu và dò hỏi tôi ngần ngừ một lát có lẽ chưa tới một giây rồi bỗng nó lên xe tới lúc đó tôi mới nhận ra là con vật nhỏ bé này bẩn thỉu hôi hám quá tôi phải hạ cả hai kính xe phía trước dù trời bên ngoài lạnh buốt về đến nhà tôi mang con chó vào phòng tắm mở nước nóng sắt xà phòng tắm luôn trời ơi là nó dơ dễ sợ Tôi phải xối nước ảo ào, ào lên mãi Mới nghe tiếng nói bên ngoài Làm gì ông Hoài trong đó vậy Cha nội Cho tôi tắm rửa gì đi Làm nữa chớ trễ rồi Cửa mở hơi nước mù mịt Khiến cho ông bạn chung nhà nhăn mặt Rồi ngay sau khi nhìn thấy con chihuahua Đang loi ngoi trong buồn tắm Thì ông bạn đồng hương của tôi Bất chợt nối điên Tôi bị chửi rủa không tiếc lời và toàn những lời nặng nề thái quá. Ông lớn tiếng quát tháo tới mức hàng xóm có kẻ phải ghé mắt vào xem. Khi hiểu ra sự việc, may quá, có người mách là nếu tôi không muốn nuôi chó thì có thể mang đến Animal Shelter của thành phố. Tôi bồng con thú đi ngay, rồi lòng buồn vời vợi. Kinh nghiệm hãi hùng, sáng hôm đó vẫn chưa phai, thì hôm nay tôi lại lâm vào hoàn cảnh khó xử khác là khó xử và khó xử hơn. Tôi thực không biết sẽ xoay sở ra sao, nhưng tôi biết chắc chắn là người không thể thản nhiên bỏ rơi ông bạn mễ tây cơ này được. Nước Mỹ ở đâu cũng có tờ cho người vô gia cư, nhưng phải là dự cư dân hợp pháp kìa. Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo, đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ líu lo nghe như tiếng chim hẳn là tiếng Spanish. Tôi mừng quýnh đít đưa máy cho Domingo. Y toát miệng cười ngay sau khi mở miệng nói. Ô là! Khiến tôi cũng nở nụ cười theo, nhẹ nhõm. Chỉ 15 phút sau, một cái xe Ford Toronto cũ mềm thẳng gấp giữa trạm xăng. Bốn người mẹ cùng tú ra ôm chầm lấy Domingo, mừng rỡ. Tôi cũng mừng luôn và không chừng dám tôi là người mừng nhất. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần tới đây xin tạm ngừng. Hẹn lại quý khán thính giả vào chương trình kỳ tới. Nhân dịp xuân về, Ngọc Dung và toàn ban và đài của Quốc dân TV xin kính chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý. Sức khỏe dồi dào một lần nữa cung chúc tân xuân kính chào quý vị